ra rồi cũng mình xin được cuốn thi mình. Xin chào mừng cho mình một lần hóa thật lớn của thật trà đến đi ạ. Dạ này buổi tiệc chúng ta hôm nay được vui hơn và ấm hát hơn tại nhà hàng Casilin. Xin phép gia đình mình cùng vỗ tay thật lớn, cùng hát thật lớn Happy Birthday để thay lời chúc mừng cho Huy Bình nè. Em mời mọi người mình cùng hát và cùng vỗ tay thật lớn nè. Của Huy Bình trước khi thổi lớn, xin mời Huy Bình cùng cầu nguyện cho tuổi mới và tổ tác lớn ngày hôm nay. Xin mời Huy Bình ạ. Huy Bình cầu nguyện là thổi lớn nha Huy Bình. Xin phép được mời mấy anh chị bên dưới mình cùng góp này những video vô thật lớn đến thay lời chúc mừng cho Huy Bình nè. Dạ đi mọi người đó em xin phép được tiếng nha. 1, 2, 3 vô. Hôm nay cũng là sinh nhật của Huy Bình, của đại diện nhà hàng Casilin. Chúc Huy Bình có một sinh nhật thật vui. Chúc Huy Bình luôn luôn mạnh khỏe, luôn hạnh phúc và luôn thành công. Xin chúc gia đình mình có một buổi trưa dùng món thật ngon miệng trên hàng Casilin ngày hôm nay. Xin chào, kính chào. Sau đây thì Huy Bình cũng có đôi lời phát biểu tới anh chị em. Xin mời Huy Bình. Xin chào mọi người. Nay em và gia đình có mời mọi người tới tham dự buổi tiệc nhỏ này vì hai lý do sau đây. Thứ nhất là để tổ chức sinh nhật cho em. Thứ hai là để chúc mừng em, Bảo Châu với anh Sơn vừa đậu tốt nghiệp trở thành bác sĩ. Và đặc biệt em dành lời cảm ơn sâu sắc mẹ của em và Bảo Châu. Cảm ơn hai người đã hỗ trợ em suốt thời gian qua để em có thể được như ngày hôm nay. Và em cũng xin cảm ơn mọi người đã dành chút thời gian của mình để tới tham dự bữa tiệc ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Giờ xin mong mọi người đi chúc mừng em và gia đình. Xin cảm ơn Huy Bình và cũng thay mặt cho nhà hàng Casilin xin chúc tất cả các anh chị em có một buổi trưa được món thật vui vẻ và hạnh phúc tại nhà hàng Casilin. Xin chào, kính chào.